Wow, ở đây có chỗ để mà cho chó nó chơi này không? Có bàn ghế ngồi à, không? Chỗ này để dành cho chó này, không? Chó nó chơi á. Rảnh rảnh thì mang chó tới đây cho nó chơi. Trên xe buýt có con chó này, chó dễ thương. Chó đi xe buýt. Thường thường bên này người ta lên xe buýt là người ta sử dụng bằng bằng thẻ mà, bằng thẻ kè vô cái máy này. Đây là cái máy ấy. Đó, mình kè thẻ vô. Đó, nếu mà mình không có tiền, không có mua thẻ thì mình mua mua vé, thì 1 đồng rưỡi, 1 đồng 50 một cái ticket, cái vé. Còn nếu mà muốn muốn mua một lần mà cái thẻ 10 đồng thì là có 12 đồng 50 đây. Người già thì thường là người ta có được ưu tiên là cái thẻ vàng. Đó, người ta kích vô hiện không? Người ta có được cái thẻ màu màu vàng. Đây thì người ta đang làm đường, người ta rào chắn rất là cẩn thận nha. Ở bên này, chợ bên này thì tài xế sẽ vừa lái xe và vừa bán vé, không có lơ xe. Hầu như ở bên này thì không có lơ xe, chủ yếu là người tài xế vừa bán vé và vừa lái xe. Hầu hết là tới vòng xoay thì là đều nhường cho xe bên tay trái của mình đi trước. Bên này thì người ta rất là ý thức, khi mà có người mà người già, người tàn tật hoặc là những người phụ nữ mang thai thì mình đều nhường chỗ cho người ta. Đó, lên cái người ta thích clip vô cái thẻ. Đó, nó kêu như vậy là sai, không đúng không? Nó kêu như vậy là không có vấn đề. Khi mà nó kêu như tí tè là thẻ có vấn đề, cho nên mình phải mua vé. Đằng xa kia là có mấy cái cột màu xanh đó, là để mà trả tiền đậu xe đó. Vô mình lấy vé, mình ghi từ mấy giờ mình ghi số, mình bấm số xe của mình vô là nó lòi ra chiếc vé. Thì thà khoảng 1 đồng 1 đồng rưỡi, nó tính theo giờ.
đây là nhà ga của thành phố Cannes, thành phố biển Cannes, nhà ga trung tâm. Người ta làm đang chuẩn bị làm mấy cái phao này, phao bằng nhựa này. Wow. Cái phao này rất là cứng nhỉ. Wow, nước quá trời trong luôn nhỉ. Hôm nay trời nắng à. Wow, trời nắng quá trời nắng à. Nước trong không? Nhìn thấy cái sợi dây à. Thấy sợi dây luôn không? Không thấy cá gì nữa. Ồ, hôm nay nó người ta mới gắn mấy cái phao mới này ha. Cái phao rồi ha. Wow. Cái phao bự không? Cái phao màu trắng bự không? Ở đây có con chim này. Nó ra đâu? Chim bồ câu. Người ta cũng đang gắn mấy con cái phao đó, đang ráp vô xong thả xuống. Đây trời nắng người ta hay ra đây ngồi. À đây có cái thùng rác, thùng rác xây bằng đá. Ồ, con kia là con chim hay con gì kìa? Đó, thấy con chim không? Chim biết bơi không? Một câu rồi. Trời nắng quá trời nắng, người ta ra ngoài đây ngồi. Nắng nhưng mà hơi lạnh. Trên biển nó gió lạnh. Ở đây nó không có cái mùi mắm, mùi cá, mùi nước biển nha. Không hiểu tại sao. Thường thì mình đi Vũng Tàu, Mũi Né, Phan Thiết thì mình sắp sửa tới gần biển rồi. Và mình nghe thấy cái mùi nước biển, mùi mặn, mùi mắm, mùi cá. Mà bên này không có. Trời nắng quá trời nắng luôn hả? À, đây ngoài đây có cái sân rộng không? À. Chỗ này lâu lâu có sự kiện gì á là người ta dùng, người ta làm mấy cái lều, cái lều để cho sự kiện như là lễ hội, festival gì á. Ngoài thành phố này. Và bây giờ hoa lên cao kìa. Cái bông hoa đằng kia không lên đẹp không? Đi ra bên đó quay sát ra nhìn đẹp không? Đó, người ta đang làm gì này? Treo cái gì này? Cắt cây sao này? Thấy không? Đang cắt cây sao, thấy không? Cây trụ hết lá rồi. Ở bên này người ta làm việc là người ta trang bị đầy đủ bảo hộ đâu, nón, dây cáp, tùm lum la. Wow, mấy cái hoa đẹp không? Mấy hoa nó màu xanh màu đỏ nó cao, wow, quá trời cao luôn. À, đây người ta đang cắt cây. Người ta đang cắt cây. Wow, bên này có hoa đẹp chưa đây? À, như vườn hoa này không? Nó lên cao. Wow, là. Wow. Quá trời đẹp luôn đấy không?
hôm nay lên cao quá trời cao nữa. Wow, cái này đẹp à. Lên quá trời cao không? Đẹp chưa? Ở đây có cái ngồi ghế ngồi đẹp không?